Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn với một món thì coi như nó cũng rất là quen thuộc, nhưng mà mình tin rằng cũng có rất là nhiều người chưa ăn. Đây là rau lang các bạn, mình trồng ở sau nhà đó, mình hái lên những cái đoạn mới mưa đây cho nên nó non mơn mởn à các bạn. Thường thường đó là mình cứ thường ăn là luộc chấm mắm nêm, là xào tỏi đâu chứ chưa có ít có ai mà nấu canh rau lang ha các bạn ha. Đây là 5 con tôm tươi mình mua, nó cũng tầm vừa vừa ha. Bây giờ mình giã ra thì mình cho bột ngọt, tí xíu muối, hạt nêm với lại tiêu, mình cho thêm hai cái củ hành nhỏ nhỏ vô nữa, tí xíu nữa mình tào lên cho nó thơm các bạn, để con tôm nó cũng ngấm được cái gia vị nó đậm đà nữa. Ok, xong, không cần giã nhuyễn nha các bạn. Bây giờ mình phi cái hành cho nó thơm lên, cho nó vàng nó thơm lên rồi mình cho tôm vô, mình tạo cho nó cái tôm nó săn lại các bạn, mình cho nước vô, vậy là xong. Rất đơn giản nhưng mà ăn ngon lắm nha các bạn nhớ thử nha. Rồi giờ mình ăn luộc với ăn xào không các bạn. Hôm mình ăn ké được cái nấu canh thì mình thấy nó ngon, thì mình cũng nấu mấy lần rồi các bạn, ăn thấy nó rất là ngon thì mình cũng chia sẻ lên cho các bạn ha. Bây giờ nước nó sôi rồi thì bây giờ mình vớt bột đi, vớt sạch bột rồi mình cho rau vô nha các bạn. Cái nước nó đang sôi như vậy mình cho rau vô thì cái rau nó sẽ xanh đẹp, nó không có bị thâm bị bầm ha. Chờ nó sôi lại tầm 1 phút thôi là mình tắt ha. Còn đây là mình cái bột canh tôm thì mình nêm hết cái gói này tương đương với khoảng 2 lít nước đó các bạn. Mình cho thêm một chút xíu bột ngọt nữa. Rồi mình đảo đều lên, mình chờ nó sôi khoảng tầm 1 phút là tắt là chưa nha các bạn. Đừng để nó chín kỹ quá, nó mềm thì ăn nó mất ngon. Thì những cái món canh, món ăn trong gia đình thì nó nấu nó rất là đơn giản, không có gì hết các bạn. Nhưng mà các bạn quan tâm thì sẽ nấu được thôi. Đó, cái món canh rau lang của mình nấu với tôm tươi thì cũng đã xong. Nó chỉ đơn giản vậy thôi các bạn, nhưng mà ăn rất là ngon. Thì các bạn rảnh rỗi thì cũng nấu đổi món cho gia đình mình ăn ha. Nó cũng rất lạ miệng mà ăn cũng rất là ngon đó các bạn. Đây, cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.